Không những Tết dân truyền thống của người Việt Nam mà Tết của người Campuchia họ cũng có hoa mai nha cô bác. Họ làm hay quá, làm sao mà mai nở ngay đúng mùa Tết của họ luôn. Độc đáo cây mai quá. Hoa mai nở Tết phải không? Tiếp theo nữa những có những cô bác bán đồng này, họ đi bán ve chai rồi bán vé số. Bán vé số hả? Bán vé số mà sao có cái cần xé? Xé mua ve chai chứ. Đi mua ve chai luôn hả? Rồi cái chợ cỏ nằm ở chỗ nào? Chợ Lâm đi xuống chút xíu ha. Và đây là những gian hàng lưu động. Họ đi vào trong sông, trong rẫy, trong sóc bán cho cô bác. Đây là chiếc xe đạp đi vào trong sóc để mưu sinh và cũng là mai một luôn nha cô bác, như là chỉ còn vài chiếc cô bác, còn vài chiếc mà họ đi vào trong sóc để mà họ bán buôn nè, như là rất là ít thấy những chiếc xe đạp như thế này. Hôm nay mình đi theo con này vào trong sóc, trong phum xem cổ buôn bán như thế nào nha con nha. Tôm cá rồi các loại không thiếu món gì luôn nha cô bác. Một cái gian hàng lưu động bằng xe đạp. Ồ, cá còn sống luôn hả cô? Ồ, cá còn tươi còn sống luôn nha. Wow. Đi xuống dưới trong phun trong shop thì gặp cô bác mua bán những chiếc xe đạp này. Ông này rất là cổ này. Ông này thấy giống ở đâu mới bấm bấm. Hết rồi đi về hả? Dạ hết rồi. Hết sớm nha. Dạ. Bán cái nồi gì vậy? Nồi bánh canh chú. Bánh canh hả? Dạ. Mấy giờ thường thường mấy giờ mình ra? Sáng cỡ 6 giờ ra rồi. 6 giờ ra. Dạ. Hết mau quá. Rồi, xe này xe gì đây? Xe cá. Ồ, cá đồng nha. Cá này mình đi bắt hay mình cân lại? Cân lại chứ. Cá chạch nữa. Bán đủ loại cá luôn hay là bữa nay mình bán hai loại thôi? Đủ loại chú. Đủ loại. Các cháu cũng có nữa. Nhưng mà bán hết tép đồng luôn. Vậy là bán hết mấy món kia rồi. Dạ. Có 5 món rồi. Dạ. Cá chạch nè, cá chạch này nhiêu ký? Cá chạch 250. Tới nhà luôn, bán tới nhà luôn, giống như ở chợ. Rau củ quả bắp luôn. Rau bắp luôn đẹp đẹp không à. Đồ nghỉ đi. Đồ nghỉ đi. Cũng thì đây nào ở tàu hung lạnh hả? À tàu hung. À bán mua bánh xe bò tôi đó hả? À vậy đó hả? Vậy là bữa nay vô tới đây luôn. Dạ, giờ bánh xe bò bán hết rồi.
Cô bán bánh xe bò. Rồi, bánh tét còn mấy đòn ha? Còn 5 đòn lấy hết đi. Rồi mấy giờ mình gói? Đòn 10 ngàn. Mấy giờ mình gói nè? 11 giờ mình gói. 11 giờ gói ha? Rồi, nấu chừng 3 tiếng là chín rồi. Rồi, chừng nào đi gói nào? Giờ đi về chưa? Đi về bây giờ đó. Rồi, ở đâu lận? Ở Cần Bò. Rồi, bây giờ về nhà coi gói bánh tét ha? Ở thị trấn hả? Rồi, rồi. Khóm 1. Rồi, chút nữa về theo coi gói bánh tét ha. Bên đây thì có những cái quán bán bún, bán cháo nè ha. Còn bên đây cũng là cá. Cho mượn vốn phải không? Cho mượn vốn làm bánh tét phải không? Mượn vốn làm bà. Bà già rồi. Mượn tiền có người ta mắc. Mấy cô đang chuẩn bị Tết ha. Wow, mấy cô tập trung đây đông quá. Đang làm những cái hoa văn để cúng Phật đây. Vậy là các cụ đang chuẩn bị Tết. Vậy hả? Chứ không phải Tết hả? Chứ không phải chuẩn bị Tết hả? Còn đâu năm giỗ. Năm giỗ. Ông mốt mới tới Tết. 3 ngày nữa. Cô khắc mấy, cô làm mấy này đẹp quá. Chưa sửa sang nữa, sửa sang rồi mới đẹp nữa. Dạ, sửa sang rồi mới đẹp nữa. Đây bông đây. Vậy là các cụ đang chuẩn bị ra làm đám giỗ. Chú ở đâu là... Dạ con ở trên Chi Tôn. Chi Tôn. Ngoài chợ. Cái đó là người khác. Con thì chỉ đi quay đời sống thôi. Đây là 5 cây ha. Bên đây mới đẹp nữa nè. Nào ta làm cái này xong ta để bông để gì nó mới thay đẹp. Lá chầu không thể thiếu lá chầu ha. Đây là khâu đầu bếp nội trợ. Bếp. Cái này là để làm dưa chua hả? Trộn gỏi chua phải không? Dạ. Giống như là bắp dưa gỏi vậy đó ha. Dạ. Ừ.
Đó. Mình mua đây. Đặc trưng của người đồng bào. Anh bu nó mà. Bu nó nấp ăn hết. Ở đâu quay phim vậy chú? Chi Tôn, ở Chi Tôn. Hoa ta là chùa tựa hoa khá luôn. Là sao? Chưa hiểu. Đấy là ý là đem lên để trên đài hay là YouTube gì đó. À. Đó đó. YouTube. Lộc Chi Tôn. À. À, Lộc Chi Tôn vô là gặp. YouTube ha. Nên tích tích cái oai cạn này nà lo nga YouTube tích oai cạn này người trăm triệu trăm triệu. Nồi gì mà bự quá hả? Nấu nước lèo. Nấu nước lèo bún hả? À vậy là nấu nồi nước lèo, nấu bún. Nấu kho thịt. À. À nấu nồi nước lèo bún ha, bún nước lèo. Rồi cái này mình để làm cái gì? Làm chua ăn. Làm chua hả? À làm dưa chua ha. Dạ. Còn à, heo. Giống như rong biển vậy phải không? Giống rong biển mà, phải không? Dạ. Ồ, làm nhiều quá hả? Nhiều mấy người nữa bà. Quá nhiều luôn. Mấy trăm người. Mấy trăm người lần đó hả con? Ồ, wow, mấy trăm người luôn. Và đây là nồi nước lèo bún, nấu bún nha. Quá bự luôn. Rồi mấy trăm người ăn mình đâu á. Súp lơ ha. Ăn cũng quay đó. Gần thành một cái bông đẹp rồi. Đi chợ về hay là đi bán khô đó? À đi bán ha. Tới đây thì mình gặp được cái chị bán khô rồi.
trong thôn sóc của người Campuchia ở đa phần. Đi hái rau hả? Rau. Bán hết rồi hả? Đi chợ hả? Đi chợ. Ồ, đi bán cái đó đó hả? Dưa gang. Dưa gang. Bán vé số hả? Bán con trăm vé hả? À, bán vòng vòng xóm đi xa không được. Một ngày anh bán được khoảng bao nhiêu ký? 50-60 ký ha. Bây giờ bắt đầu cô bác tới đông rồi nè. Cái điều đặc biệt hơn nữa, cái điều đặc biệt và mình thấy ở đây là có một cái bảng nha cô bác, như là mình thấy số 3 triệu. Theo thông tin thì mình biết được là mỗi người góp một phần vô, như là mỗi gia đình một phần vô để xây chùa. Như là người đồng bào họ rất là đồng lòng với nhau. Mình thấy là con số 3 triệu đều nhau nha cô bác. Nhưng mà mình hỏi được thì là cũng như là họ góp phần lại họ xây chùa. Bán nhiêu ký? 30 ha. Bên kia cũng cá lóc luôn. Phun chăm sóc như vậy nè cô bác, họ có những cái quầy hàng, họ bắt được cái gì họ đem ra bán cái đó. Đó.
ví dụ như cua nè. Nay là mình đi bắt đó ha. Dạ. Nhiêu ký? Ký 60. Ký 60 nên mình đi bắt được đó ha. Thì mình để mình xem coi cái gì. Ồ, cá rô nè, cá đồng nè cô bác. Ồ, cá này chắc anh đi bắt được nè cô bác ơi. Sang anh nhé. Ở Diện Anh đấy. Mua đi. Cá này là mình đi bắt cá đồng, cá sông, cá này cá bè, cá sông. Cá sông không anh? Dạ. Cá vỏ trà. Cá ria cào. Ồ, ria cào hả? Thưa thớt nha cô bác, trong làng trong xóm trong phum sóc này thưa thớt đó. Và cũng sắp sửa đến cái Tết của người Campuchia chơi năm thơ mây, thì hôm nay thì mình ở đến phía sau của cái chùa đó. Thì có một cái phum sóc ở đây, họ tập trung vào đây, họ bán những đồ ăn này kia, giống như một cái phiên chợ vậy cô bác. Như một cái phiên chợ. Nhưng mà hôm nay thì thấy nó hơi thưa thớt. Sáng thì họ ăn uống rồi họ cho con cháu họ ăn rồi bắt đầu cho đi học. À, cũng cho đi học rồi nha cô bác.
Bán cái gánh gì đó? Bán bánh xèo, bánh chuối. Bánh xèo, bánh chuối. Dạ. Cho ai phi ra. Phi sao mà ăn vô. Phi luôn anh hơn á. Không những Tết dân truyền thống của người Việt Nam mà Tết của người Campuchia họ cũng có hoa mai nha cô bác. Họ làm hay quá, làm sao mà mai nở ngay đúng mùa Tết của họ luôn. Độc đáo cây mai quá. Hoa mai nở Tết phải không? Xi măng nè, đường bê tông nè, rất là bự luôn nha cô bác. Và đến đây thì mình được cái thông tin là có một cái giếng nước, cô bác đi đấy rất là đông, để mình đi qua tìm cái giếng nước đó nha cô bác. À đây cô bác đang đứng đợi họ được phát gạo từ thiện nha cô bác. Đã chờ xe tới.